Rồi ok, em xin kính chào các bác đã quay trở lại kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác giá thành của các mẫu máy giặt cửa trên của Panasonic các bác nhé. Hiện tại thì Panasonic có rất nhiều các cái mẫu máy giặt khác nhau, cái các dòng máy giặt cửa trên và có kiểu dáng thiết kế rất là hiện đại. Với cái mẫu máy giặt cửa trên này thì nó cũng tương đương như mà các bác dùng các mẫu máy giặt cửa trước mọi nhá, cửa trước tức là cửa dưới ấy. Đấy, chức năng của nó rất là đầy đủ và nhiều chức năng. Nó sẽ là những dòng máy giặt có nhiều chức năng nhất trong các dòng máy giặt cửa trên. Cửa trên là cái cửa trên này các bác nhé. Đấy, cửa trên. Rồi ok, em sẽ đi từng mẫu một để các bác nào có nhu cầu mua sắm các dòng tủ, các dòng máy giặt của Panasonic, chúng ta sẽ lựa chọn các mẫu này nhé. Đầu tiên sẽ đi từ góc bên này sang phía bên kia. Đây là bên em đang kê một dãy dài các mẫu máy giặt cửa trên của Bala. Ngoài ra thì phía bên trong này là các mẫu máy giặt cửa ngang. Cửa ngang thì em sẽ cập nhật trong video lần sau. Hôm nay sẽ là máy giặt cửa trên. Với máy giặt cửa trên thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn của Panasonic. Đó là con máy giặt có bảng điều khiển ở phía mặt trước như thế này. Đây là hai chiếc máy giặt đời mới cửa trước. Còn những cái mẫu máy giặt có kiểu dáng thiết kế bảng điều khiển ở phía mặt trên như thế này, nó sẽ có hai sự lựa chọn các bác lựa chọn nhé. Đấy. Rồi ok, đầu tiên là những cái dòng máy giặt ở phía bên này là dòng 9 ký. Dòng 9 ký. Chúng ta có một cái cửa mở ra mở vào. Và cái cửa này thì nó chống va đập. Khi mà các bác kéo lên và bỏ tay xuống thì nó không có rơi tự do. Nó sẽ có một cái chống sập cho các bác rất chỉ hiệu quả mọi người nhé. Đấy ạ. Ok ạ. Bảng điều khiển của chúng ta sẽ là bảng điều khiển ở phía bên ngoài, mặt ngoài như này. Đấy. Cái hạn chế của cái bảng điều khiển này là khi mà chúng ta cho đồ từ mặt trước vào ấy, thì cái phần nước nó hay bám vào phần mặt trước này. Nhiều khi là các bác không thích cái mặt trước này thì các bác sẽ lựa chọn những cái phần mà máy giặt nó có cái bảng điều khiển phía trên kia. Thì khi chúng ta cho quần áo hay cho cái gì đó vào nó không có ảnh hưởng đến cái bảng mạch này. Tuy nhiên thì dòng máy giặt này thì là dòng máy giặt 9 ký, có ký hiệu là LA-F90S10BRV, dòng cửa trên 9 ký, hàng của Việt Nam. Đấy, xuất xứ thì các bác cứ xem một cái tem năng lượng này nhé. Dòng máy giặt cửa trên nhưng mà được đánh giá là 5 sao. Công suất định danh là 480-90W các bác nhé. Có cảm biến eco và giặt nước nóng. Những chức năng của nó thì các bác sẽ xem ở đây. Những cái dòng máy giặt cửa trên thì thường thường chỉ có vài chức năng thôi. Nhưng dòng này tận đến có 10 chức năng cơ. 10 chức năng cơ bản. Và có thêm các cái chức năng bổ sung ở phía dưới này nữa. Rất nhiều chức năng các bác nhé. Con này 9 ký thì BM đang có giá thành hiện tại trừ về giá cuối cho mọi người. Nó rơi vào là 6.150.000. Đấy, con đầu tiên. Con thứ hai thì con giống hệt như vậy, là con 10 ký. Con này ký hiệu là LA-F10S10. Đấy, BRV 10 ký các bác nhé. Cũng thiết kế tương đồng như vậy. Đây là không gian bên trong. 10 ký với cả 9 ký thì cái thiết kế nó giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau về lồng giặt thôi. Lồng giặt của 10 ký thì nó to hơn. Đấy, hàng cũng của Việt Nam. Và các bác được bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà. Bên sẽ đổi mới cho mọi người trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Hiện tại thì đối với dòng 10 ký này thì bên em đang có giá thành tốt cho mọi người. Trừ về giá cuối là còn 6.750.000. Đấy, 6.750.000. Và con này là 6.150.000. Chênh nhau là 600.000 các bác nhá, cho một ký giặt. Tiếp đến là các dòng máy giặt cửa trên của Panasonic ở phía bên này. Là những dòng máy giặt cửa trên có cái bảng điều khiển ở phía bên trên cùng. Đấy, chức năng của nó cũng rất là nhiều mọi người nhá. Chức năng rất nhiều. Rồi. Đấy, nó sẽ nhiều chức năng hơn các cái phần máy giặt của các thương hiệu khác. Đấy. Panasonic là một trong những dòng máy giặt bổ sung nhiều chức năng cho dòng máy giặt cửa trên nhất. Và dòng này nó cũng sẽ có chống va đập mọi người nhé. Đấy, mở lên mở vào. Và các bác cũng sẽ buông tay ra thì nó cũng không có đập xuống một cách mạnh giống như các dòng máy giặt không có chống va đập. Ok, dòng máy này thì bên em đang có 4 chiếc. Một chiếc là 9 ký ở đây. 9 ký các bác sẽ xem model ở đây. LA-F90A9. Đuôi của nó là đuôi DRV. Con này thì hiện tại bên em đang có giá thành cho các bác trừ về giá cuối cho mọi người là còn 6.450.000. Đấy, 6.450.000 là bảo hành điện tử 2 năm và đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Đấy, vận chuyển thì lắp đặt miễn phí trong vòng bán kính là 20 km mọi người nhé. Đây là khu vực bên trong. Đây là khu vực sơ. Con nào của máy giặt cửa trên thì cũng có cái cấu tạo tương tự như vậy. Tiếp đến là một con 10 ký. Con này thì giống hệt con bên cạnh. Nó chỉ là số cân nặng 10 ký thôi. Đấy, F100A9.
đuôi là đuôi DRV. DRV. Con này thì cũng có giá thành rất tốt, giá chỉ rơi vào là 7.240.000. 7240 và 6350. Đấy, 6450 coi nhá. Tranh nhau có 1 triệu đồng thôi. Tiếp đến đây em có hai chiếc máy giặt, một con là 9,5 kg và con bên này cũng là 9,5 kg nhá, hai con. Ký hiệu là FD95V1 và một con là FD95X1. Hai con này thì có gì khác nhau? Phải có gì khác nhau? Đầu tiên chúng ta sẽ xem đây. Con này thì các bác sẽ nhìn thấy này, cái phần phía bên trong này. Và con này. Đấy, đây là cái phần tính năng mà. Ok, đây là hai cái cửa của dòng máy giặt thông minh như thế này. Nó sẽ có khu vực đánh tan bột giặt này, các bác nhìn thấy này. Đấy. Con bên này cũng có này. Đấy. Còn những dòng máy giặt mà ở phía bên này thì nó sẽ không có cái đánh tan bột giặt như vậy các bác nhá. Đấy. Bột giặt nước giặt thì đều nó sẽ đánh tan trong người, hòa tan tốt hơn với chế độ là turbo mix này. Đấy, ok ạ. Đây, bột giặt này, nước giặt, nước xả vải, nó sẽ có ký hiệu đầy đủ cho các bác để từng ô một. Và hai con này thì cùng 9,5 kg, một con bên này là không có giặt nước nóng và một con bên này thì có giặt nước nóng. Thiết kế một con màu đen và một con màu bạc. Màu bạc mọi người nhá. Đây là chức năng chống va đập. Đấy, các bác cũng có chống va đập cho mọi người. Bỏ lên bỏ xuống là thoải mái mọi người nhá. Cái con có giặt nước nóng và màu đen thì tất nhiên nó sẽ cao hơn rồi. Cao hơn rồi. Giá con này thì 9,5 kg, bên em đang có giá thành cho các bác là còn 9.780.000 thôi nhá. 9.780. Đây là khu vực bảng điều khiển của nó này. Còn con phía bên này thì không có giặt nước nóng, giá nó sẽ rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng. Con này thì rơi vào là 8.810.000. Đấy, 8.810. Rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng thôi nhá. Cho hai dòng máy giặt cửa trên tiếp theo của Panasonic. Ngoài cùng thì em có thêm một chiếc máy giặt to hơn là 10,5 kg. Con này thì cũng có giặt nước nóng và chống va đập cũng như là hòa tan bột giặt này, đánh tan bột giặt. Giống hệt con 9,5 kg bên trong, bên trong. Và đối với dòng này thì có ký hiệu là FD10. FD10. Đây. VR1, đuôi là đuôi BV. Con này thì sẽ có thêm cả giặt nước nóng mọi nhá. Giặt nước nóng. Hiện tại thì đối với dòng này thì bên em đang có giá thành cho các bác là còn 10.860.000 các bác nhé. 10.860 cho một con máy giặt 10,5 kg. Cái đấy là toàn bộ các mẫu máy giặt cửa trên của Panasonic mà các bác có thể mua trong thời gian gần đây. Và những cái mẫu máy giặt này thì hoàn toàn là đời mới, có nhiều tính năng thông minh và hiện đại nhất trên thị trường bây giờ. Bên em sẽ bảo hành cho bác đổi một trong 30 ngày và vận chuyển miễn phí 20 km, bảo điện tử 25 tại nhà các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website là ecomax.vn mọi người nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.